Cường Nguyên tới sân Giang Hồ phần 5. Xin chào đón võ sĩ Nguyễn của chúng ta. Hôm nay anh lại biểu diễn bài Đạo Thương Bất Nhập. Quý vị chắc là cũng đã xem video của anh, biết trình độ và tài năng diễn xuất của anh. Một tên siêu lừa đảo, trong giới siêu lừa đảo. Anh ta rất giỏi võ và cũng như là rất giỏi lừa tình các bạn gái. Các bạn gái nào mà không cẩn thận là bị anh ấy lừa tình. Rất chi là đẹp trai và đa tài. Nhiều bạn gái nhìn lần đầu tiên đã ngốt ngây con gà Tây bởi vì độ cute và đẹp trai của anh. Anh là một nhà tỷ phú, mặc dù rất nhiều tiền nhưng mà anh vẫn thích sống theo kiểu bình dân quê mùa để cảm nhận hương vị cuộc sống của anh. Võ sư Cường Nguyên chúng ta, anh đã có 200.000 tỷ đô la Mỹ anh tẩu ở ngân hàng Thụy Sĩ, 150.000 tỷ đô la Mỹ ngân hàng New York Mỹ là 50.000 tỷ đô la Mỹ. Thế là anh đã có 200.000 tỷ đô la Mỹ. Anh là một nhà tỷ phú nhưng mà anh vẫn rất là chi là không thích cuộc sống xa hoa đua đòi. Anh chỉ thích sống cuộc sống bình dị và thanh thản của anh. Và anh sáng lập ra môn Thái Âm Chân Kinh cho các bạn xem. Rất chi là đẹp trai và đa tài. Và theo như tin đồn giang hồ là anh ấy mang giới tính nam và rất yêu thích tin phe nữ. Anh Cương Nguyễn chúng ta rất chi là đẹp trai, phong độ cụ te, ga lăng, X-Men, hot girl. À thôi nhầm, không phải là hot girl. Cowboy. Cứ quay. Công chuyện vẫn đang lê la trên một con đường nào đó và tao bỗng không nhận ra chính bản thân mình. Và tao luôn tin một ngày nào đó tao sẽ lồn hơn. Tất nhiên là chúng mày phải chụm đầu vào nhau và khẳng định một câu xanh giờ rằng Ích Sơn. Công cha nghĩ mẹ ơn thầy, con nơi con nhớ lấy thầy Cường Nguyễn. Bởi vì trước ngày con sinh, trước đó 9 tháng 10 ngày, chính thầy sinh con. Con này cũng đéo con nơi để con chụm lên đấm mồ chôn con. Cường Nguyễn chúng ta. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, con nơi con nhớ lấy thầy Cường Nguyễn. Bởi vì chính ngày con sinh, trước đó 9 tháng 10 ngày, chính thầy sinh con. Chính thầy đã sinh con. Võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Phong độ không giảm sút tí nào. Giữ nguyên phong độ để thi đấu Olympic Bắc Kinh năm 2014.